khói bụi, mùi ẩm mốc. Lông thú cứ gây nguy cơ các bệnh về đường hô hấp. Đừng lo, đã có máy lọc không khí. Tuy nhiên, có cơ ma nào là máy lọc không khí như vậy? Chọn và sử dụng thế nào cho hiệu quả, an toàn, tiết kiệm điện? Muốn biết thì theo dõi hết video clip nha. Đầu tiên, anh em cần lựa chọn máy có công suất, lưu lượng gió phù hợp với diện tích phòng và nhu cầu sử dụng để tránh lãng phí điện không cần thiết nhé. Cụ thể, phòng dưới 15m², chọn máy có lưu lượng gió khoảng 160m³/giờ. Phòng từ 15 đến 20m², chọn máy có lưu lượng gió tối đa khoảng 180m³/giờ. Phòng từ 25 đến 30m², chọn các máy có lưu lượng gió khoảng 240m³/giờ. Phòng từ 35 đến 40m², máy có lưu lượng gió khoảng 360m³/giờ sẽ phù hợp anh em nhé. Đồng thời, chọn máy có công nghệ inverter giúp công suất của máy được kiểm soát tối ưu, tránh hao phí năng lượng. Chọn máy có tích hợp hệ thống đánh giá chất lượng không khí và thông báo cho người dùng bằng đèn báo màu sắc. Đèn báo sẽ giúp chọn chế độ và mức công suất phù hợp nhất, tránh thất thoát điện năng. Khi đã chọn được máy phù hợp, khi sử dụng anh em cũng hết sức lưu ý các điều sau. 1. Đặt máy ở nơi bằng phẳng, cách tường khoảng 90cm, cách các vật dụng khác 1m. Tránh đặt cạnh các thiết bị tỏa nhiệt hay làm mát khác, giúp quá trình trao đổi và lọc không khí diễn ra hiệu quả hơn. 2. Hạn chế mở cửa khi sử dụng để tránh làm cho khí đã lọc thoát ra bên ngoài, bởi điều đó sẽ khiến máy phải hoạt động với công suất lớn hơn, lượng điện tiêu thụ nhiều hơn. 3. Sử dụng tối đa 8 tiếng trên ngày, tránh lãng phí điện và làm ảnh hưởng đến tuổi thọ của máy. Cuối cùng, anh em cần chú ý vệ sinh thường xuyên bộ lọc và màng lọc không khí. Điện biết tốt tôi sẽ tiếp tục giải đáp các câu hỏi về điện trong những clip tiếp theo. Đừng quên follow kênh Điện lực Việt Nam EVN News để đón xem nha 500 anh em.